Song Hye Kyo ngoại tình với nam CEO giàu có, khán giả tức giận phản đối. Trong những diễn biến mới nhất được hé lộ trong phần 2 The Glory, khán giả đang bày tỏ sự bất bình khi Han Do-young, chồng của ác nữ Park Yeon-jin, được hé lộ sẽ ngoại tình với Moon Dong-eun do Song Hye Kyo thủ vai. Thời điểm hiện tại, các mọt phim Hàn đang đếm ngược từng ngày để được theo dõi The Glory 2 sau khi nửa đầu phim khép lại. Kế hoạch trả thù của nữ chính Moon Dong-eun Song Hye Kyo đang diễn ra một cách thuận lợi. Những ngày qua, Netflix liên tục nhá hàng những phần đoạn đáng chú ý trong mùa 2 Vinh Quang Trong Thù Hận. Riêng video nhá hàng bộ phim khiến khán giả ngộp thở với bầu không khí căng thẳng cùng những câu thoại thách thức đe dọa cùng các phân đoạn đấu trí gây cấn. Tuy nhiên, mới đây, khán giả tỏ ra bất bình trước phân đoạn nam CEO giàu có Han Do-young, chồng của ác nữ Park Yeon-jin, đang bị vợ chất vấn chuyện ngoại tình với Moon Dong-eun do Song Hye Kyo thủ vai. Anh đã chơi cờ vây với Moon Dong-eun à? Hai người đang làm cái trò gì vậy? Anh à, như vậy là ngoại tình đó, cho dù anh bao biện như thế nào đó vẫn là ngoại tình. Tôi cảm thấy thật không công bằng khi cô cũng như vậy, nhưng tôi chưa đưa ra bất kỳ lời phàn nàn nào. Đó cũng là lý do tại sao tôi không đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa cô và Jeon Jae-jun. Trước phân đoạn này, khán giả tỏ ra bất bình. Ngay từ phần 1, đông đảo ý kiến đều mong rằng vai diễn của Song Hye Kyo sẽ tập trung vào chuyện trả thù thay vì âm mưu cướp chồng ngoại tình. Bên cạnh đó, Moon Dong-eun cũng nhận được sự giúp đỡ hết mình từ nam chính Jo Jeong Jeong, Lee Do-hyun. Teaser mùa 2, tác phẩm cho thấy sự thay đổi tình thế bất ngờ giữa dàn nhân vật chính. Moon Dong-eun, Song Hye Kyo không còn âm thầm hành động hay dùng lời nói khiêu khích như mùa 1. Thay vào đó, cô chính thức ra tay với quyết tâm hủy hoại hoàn toàn Park Yeon-jin, Lim Ji-yeon và đám bạn trung học từng bạo lực học đường cô năm xưa. Park Yeon-jin cũng không chịu ngồi yên. Ở mùa 2 này, nàng ác nữ từ bỏ gương mặt tươi cười giả vờ thánh thiện, bộc lộ bản chất tàn nhẫn của mình và công khai đối đầu Moon Dong-eun. Cuộc chiến khốc liệt giữa Moon Dong-eun và Park Yeon-jin hứa hẹn sẽ được đẩy lên cao trào trong The Glory 2. Ngoài ra, đám bạn thân của Park Hyun-jin là Jeong Jae-jun, Park Sung-hoon, Lee Sara, Kim Hyora, Choi Hye-yeong, Cha Jo-jung, Son Mi-eung-ho, Kim Gun-woo cũng gây tò mò bởi những phản ứng kinh ngạc và sợ hãi trong teaser. Đặc biệt, thông qua teaser mùa 2 Vinh Quang Trong Thù Hận, tờ Sport Chosun dự đoán tuyến đầu câu chuyện của nam chính Jo Jae-jung, Lee Do-hyun cũng sẽ được đào sâu hơn những chi tiết còn bỏ ngỏ trong mùa 1 như quá khứ bi thương của Jo Jae-jung, mối thù giữa anh và kẻ tâm thần Kang Jeong-jeong, Lim Mo-sang, nhiều khả năng sẽ được giải đáp ở The Glory 2. Theo thông tin từ khán giả Hàn được xem trước tập 9 và tập 10, những tính toán của Moon Dong-eun sẽ khiến nhóm nhân vật phản diện rơi vào trạng thái tự kiềm chế lẫn nhau. Vì là người ra tay trước, thế nên Moon Dong-eun là người nắm giữ thế chủ động. Cô quyết tâm khiến cho những kẻ thù của mình phải sống trong sợ hãi, dằn vặt trước khi trả giá cho tội lỗi của mình. Tuy nhiên, Park Yeon-jin, Lim Ji-yeon sẽ chẳng ngồi yên để nữ chính phá hỏng cuộc đời của cô ta một cách dễ dàng. Park Yeon-jin thề với Moon Dong-eun rằng, tôi chắc chắn sẽ tìm thấy một chiếc máy ruỗi tóc khác để dí lên người cậu. Cô ta thực sự đã có được thứ mình muốn và dựa vào nó để tiến hành công kích Moon Dong-eun. Không loại trừ khả năng Park Yeon-jin sẽ nắm được điểm yếu nào đó của nữ chính. Ở một diễn biến khác, thông qua Moon Dong-eun, Han Do-young, Jung Soo-hee dần phát hiện ra những bí mật dơ bẩn mà vợ mình vẫn luôn che giấu. Trong khi đó, Jo Jeong-jung, Lee Do-hyun ngày càng dấn sâu hơn vào mọi chuyện. Sau thành công của phần đầu tiên ra mắt vào tháng 12 năm 2022, Song Hye Kyo đang nhận được rất nhiều sự kỳ vọng của khán giả cho phần 2 The Glory, tựa Việt Vinh Quang Trong Thù Hận.